Comment nhá, comment liên tục, đừng bắn tim, đừng bắn tim, mất thời gian. Comment, thầy nói hay quá, thầy nói đúng ạ, đúng ạ, tôi thấy điều này chưa được, tôi muốn tranh luận với giảng viên. Nhất trí nhá, chúng ta là người một nhà. Các bạn có thích điều đấy không ạ? Các bạn có thích cái khái niệm chúng ta là một người một nhà không ạ? Chúng ta là thủ lĩnh mà các bạn đang được học một chuyên gia, mà tôi không phải dám vỗ ngực với các bạn. Các bạn đang được học chuyên gia hàng đầu ở Việt Nam về digital marketing hiện nay. Kể cả các bạn có tin vào điều đấy hay không tin vào điều đấy thì đấy vẫn là sự thật. Chúng ta phải có lòng tin, chúng ta phải thấy tự hào, phải thấy yên tâm, tin tưởng. Bởi vì rất nhiều hệ thống khác họ không có giảng viên, hoặc một số hệ thống có giảng viên của họ có thể nói là không có trình độ, có chất lượng được như tôi. Không có sẵn các nguồn tài nguyên và sự nghiêm túc trong công việc như tôi. Cái yếu tố thứ hai tôi muốn nói đấy là gì? Các bạn học nhanh cho tôi cái bộ đấy để tôi còn cấp các bộ khác. Facebook gồm 3 bộ video trong Facebook. Các bạn học xong các bạn sẽ rất là giỏi. Livestream tôi cũng dạy các bạn. Sau đó viết content tôi cũng dạy các bạn. Dù sau này các bạn có làm việc với tôi, có làm việc với Trang Bon hay làm việc các thương hiệu khác, hay các bạn có những ngã rẽ mới, thì hãy tin tôi đi. Những kiến thức đó cực kỳ cần thiết cho các bạn. Rất cần thiết cho các bạn. Bởi vì suy cho đến cùng, suy cho đến cùng, mỗi một người trong cuộc đời chúng ta đều sẽ phải bán một cái gì đó. Ông thầy thì bán cái chữ, người làm thuê thì bán thời gian, người công nhân thì bán sức khỏe, người làm mỹ phẩm như Trang Bon thì bán sản phẩm. Suy cho đến cùng chúng ta rồi sẽ phải bán một cái gì đó. Và điều quan trọng là mọi người phải biết cách bán. Mọi người phải bán được nhiều, phải kiếm được tiền. Và kỹ năng bán hàng, kỹ năng marketing là hai kỹ năng cần thiết nhất. Chứ không phải là những kỹ năng giải toán. Không phải. Không phải là kỹ năng giải toán, không phải là kỹ năng vật lý, mà kỹ năng bán hàng và kỹ năng marketing là hai kỹ năng giúp các bạn thay đổi cuộc sống. Bây giờ người ta phải bỏ ra rất nhiều tiền để đi học. Người ta phải bỏ ra nhất rất nhiều tiền thì người ta mới được học. Thế mà trong khi đó tôi ngồi ở đây, tôi chưa gọi là bắt các bạn phải đóng bất một cái khoản chi phí vì công ty đã chi trả hết rồi mà các bạn vẫn không chịu học. Thế thì là chúng ta phải rất rất có lỗi. Thế mà bây giờ chúng ta là nhóm thủ lĩnh. Chúng ta là nhóm thủ lĩnh mà chúng ta lại còn không tích cực hơn, không chăm chỉ hơn, không quyết liệt hơn, thì làm sao mà chúng ta nói được nhân viên của chúng ta nói được đại lý của chúng ta. Chúng ta phải gương mẫu, chúng ta phải làm mẫu, đúng không ạ? Thầy mà cứ đến giờ livestream chẳng thấy ông thầy đâu, thế thì 3 lần như thế thì các bạn có quay ra các bạn chửi cái chị Trang Bon không? Các bạn là sếp, sếp tuyển cái ông ở đâu về mới liên tha liên thiên giờ giấc lúc ta lung tung nói năng gì cha đâu vào đâu. Các bạn có đồng ý không ạ? Các bạn có phản ứng như vậy khi nếu mà tôi không nghiêm túc, không nhiệt huyết, không có kỹ năng trong công việc nhá? Việc rất đơn giản: một, học giúp nhanh cho tôi chương trình kinh nghiệm sale; hai là tôi còn rất nhiều bộ khóa học khác dành cho thủ lĩnh cao cấp. Các bạn học càng nhanh các bạn càng được học nhiều, bởi vì việc hợp tác, chúng ta sẽ rất mong muốn là hợp tác lâu dài, đi với nhau nhiều năm nhiều tháng, nhưng không ai biết trước được điều gì, thì hãy làm điều tốt nhất cho bản thân, đúng không ạ? Bây giờ sẵn giảng viên, sẵn công ty đang hỗ trợ mình phải nắm lấy, mình phải học thật là nhanh nhá. Thứ ba là mình là thủ lĩnh, mình phải gương mẫu, phải giỏi, phải thực hành, phải làm mẫu để cho bên dưới người ta làm giúp. Bây giờ mình đăng bài còn không hay, làm sao mình vào mình nói đại lý được? Ôi giời, chị thấy mày viết bài như này chẳng hay gì cả. Nó bảo của chị đã hay đâu, ảnh của chị thì buồn nôn ra, trông ghê gớm.
đúng không ạ? Nhưng mà tại sao cái gì các bạn hỏi thầy Phan Anh, thầy Phan Anh đều tư vấn được, ảnh này của em chưa đẹp, em nên chọn ảnh kia, bài này em viết chưa hay, em viết như thế này, em viết như thế kia, làm được. Mà những lời khuyên đấy các bạn lại nghe, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái lời khuyên đấy nó đúng đắn. Vâng, bận rồi, bạn Ngân Ngân có bảo là tại bận quá trời. Tại bận quá trời bạn Ngân Ngân. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói về chuyện bận. Tôi sẽ nói về chuyện bận. Tôi nhìn vào đây là Ngân Ngân rất là trẻ, và trên ảnh thì thực sự là cũng rất là xinh. Tôi nghĩ là ngoài đời thì còn xinh hơn ở trong ảnh. Vâng. Thế thì không biết là bạn đã kết hôn chưa? Bạn có con chưa? Nhưng tôi nhìn bạn rất trẻ. Và tôi không biết bạn làm công việc gì, thực sự là tôi không biết ạ. Chúng ta sẽ dần dần làm quen với nhau. Nhưng tôi tin rằng, tôi có nhiều lý do để tin rằng bạn không bận bằng tôi, mà tôi vẫn dành thời gian cho các bạn được. Tức là các bạn vẫn có thể dành gian cho tôi, cũng đồng nghĩa với việc là dành thời gian cho công ty. Khái niệm tôi ở đây tức là khái niệm đại diện của công ty. Và bạn Ngân Ngân và những người khác có đồng ý không ạ? Bạn Ngân và những người khác có đồng ý không ạ? Tôi không biết bạn làm công việc gì, tôi không biết bạn có gia đình chưa, có con hay chưa. Tôi thực sự không biết. Nhưng tôi tin rằng có nhiều lý do để tôi tin rằng các bạn không bận bằng tôi, mà tôi vẫn còn có thời gian cho các bạn được. Thì tức là các bạn vẫn có thời gian cho tôi. Đừng bao giờ đổ lỗi vì bận. Bởi vì mình làm là mình phải thích công việc đấy. Một khi mình đã thích thì không có bận, không có mưa, không có nắng nha. Thí dụ thôi. Vâng. Rồi, em đã kết hôn, có con đi dạy, cả ngày cơm nước con cái, đồng ý. Tôi rất là chia sẻ với bạn. Vâng. Nhất trí, phụ nữ thì bao giờ cũng sẽ bận hơn đàn ông một chút. Rồi, đồng ý. Rất là chia sẻ. Bạn đã kết hôn, bạn đã có con, và bây giờ bạn phải có trách nhiệm với công việc, với gia đình, với con cái, và mong con mình có những cái tương lai tốt đẹp. Rất tuyệt vời. Bạn là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Tôi nghĩ vậy và tôi tin tưởng điều đó. Thế thì tôi lại tiếp tục chia sẻ với bạn nhé. Tôi lại tiếp tục chia sẻ với bạn. Vâng. Tôi cũng đi dạy. Đúng không ạ? Tôi cũng đi dạy. Tôi cũng là giảng viên đại học. Bạn biết rồi đúng không? Thậm chí rất nhiều trường mời tôi dạy. Tôi cũng có công ty. Công ty tôi cũng 10 nhân viên. Tôi lại tách ra một công ty riêng để cho em trai tôi làm về media, chụp ảnh, quay phim. À, thì tôi cũng lại làm với Trang Bon, tôi cũng lại làm với ABC, tôi cũng lại làm với XYZ. Tôi cũng làm cả với bên, bây giờ đang chuẩn bị ký một hợp đồng với bên bất động sản để đào tạo cho họ. À, tôi viết sách cho nhà xuất bản. Tôi sản xuất video cho đơn vị làm bán video, tôi live stream cho Trang Bon, tôi đi dạy vào buổi tối, tôi vẫn tổ chức tối thứ bảy chủ nhật, tôi tổ chức hội thảo, tôi đi du lịch nước ngoài rất nhiều, tôi đi nghỉ dưỡng. Thế thì tôi một tôi với các bạn. Vâng, không, ở đây thì tôi cũng không nói là mọi người lười hay không lười. Có hai bạn tranh luận về chuyện lười, thực ra tôi nghĩ là không phải là lười, mà vấn đề là các bạn chưa quyết tâm thực sự. Rồi, bạn Ngân lại nói là chăm con mệt lắm. Tôi lại chia sẻ với các bạn một câu chuyện có thật luôn. Nếu mà tôi nói sai nha, tôi nói sai với các bạn thì trời đánh. Ngày hôm kia, cách đây 2 hôm, ngày hôm kia, câu chuyện này rất hay. Ngày hôm kia có một bạn học viên gọi điện cho tôi. Bạn này sinh năm 92, có con 7 tháng tuổi. Bạn ấy bán túi sách hàng fake, tức là hàng Gucci, LV, Prada, Hermes các thứ đó. Bạn ấy đặt sản xuất ở bên Trung Quốc về và bạn bán ở Việt Nam với quy mô rất là lớn. Trong kho hàng của bạn ấy lúc nào cũng
có tầm 18 tỷ tiền hàng. 18 tỷ tiền hàng nhé. Đó. Bạn ấy có con nhỏ 7 tháng tuổi. Có con nhỏ 7 tháng tuổi. Mà bạn ấy nói với tôi là em làm cái gì thì em phải muốn mình là giỏi nhất cái đấy. Em phải muốn học người giỏi nhất về cái thứ đó. Và em phải biết thật rõ, thật sâu thì em mới làm. Và các bạn biết là tôi dạy cho bạn ý. Và các bạn biết là tôi dạy cho bạn ý. Từ 9 giờ tối cho đến 1 giờ 35 sáng, bạn ấy mới bảo thôi cho thầy đi ngủ. Vì tôi cầm tiền của người ta rồi. Và tôi cũng rất yêu công việc nên tôi không có vấn đề gì cả. 2 giờ các bạn bảo ngủ thì tôi đi ngủ. 3 giờ các bạn bảo ngủ thì tôi đi ngủ. Và bạn đấy là một bạn mà tôi cực kỳ là đánh giá cao. Đấy, cũng có thể nói là đánh giá cao chắc là cũng phải ngang ngửa với Trang Bon. Qua cái cách tiếp xúc, qua một vài cuộc điện thoại nói chuyện và qua cách làm việc, tôi biết rằng là bạn đấy sẽ cực kỳ thành công. Bởi vì cái sự thành công đấy nó nằm trong tính cách rồi. Làm cái gì cũng quyết liệt, làm cái gì cũng cẩn thận. Bạn ấy cực kỳ cẩn thận, cực kỳ chỉn chu. Đặt những câu hỏi, nói chuyện điện thoại thì khéo vô cùng tận. Rất là khéo. Người có tiền, 18 tỷ tiền hàng ở trong 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 kho là người ta rất nhiều tiền đấy. Mà người ta nói chuyện rất khéo. Ra một câu ra. Đúng rồi thầy ạ. À. Em cái này em yếu lắm, em không biết. Cái này em chưa biết đâu, thầy nhớ bảo em kỹ nhá. Thầy nhớ giúp đỡ em nhá. Cực kỳ là khéo luôn. Nếu mà bạn nghĩ rằng bạn bận hơn cô ta thì tôi lại nghĩ rằng không phải. Còn bạn lại đem con ra nữa thì tôi lại minh chứng này. Cô ta cũng có đứa con 7 tháng tuổi. Và tôi cực kỳ là nể bạn ấy. Tôi cực kỳ nể bạn ấy luôn. Cái gì cũng ngay và luôn. Nói chuyện rất là nhẹ nhàng, quyết liệt. Đấy, các bạn phải học người ta. Thế còn phụ nữ là cái thiên chức là sinh sinh nở nuôi con rất vất vả đúng không ạ, nhưng mình cứ đắm đuối vào việc nuôi con mình không kiếm được miếng ăn rồi hai mẹ con cũng lại ra ngoài đường rồi ly hôn và cái chuyện không ai mong muốn nhưng mình không có tiềm lực kinh tế có khi con chồng cũ cũng nuôi mình lại ra ngoài đường và thành ra người đi đẻ thuê. Còn tôi biết các bạn có nhiều lý do để bận. Nhưng tôi chỉ nghĩ thế này. Vừa du con vẫn cắm tai nghe vào nghe thầy nói được. Không cần nhìn mặt thầy. Vẫn nghe thầy nói được. Có rất nhiều cách để làm. Đúng không? Rồi, đến giờ con đi ngủ. Nha. Đến giờ con đi ngủ. Cho chồng ngủ, cho con ngủ nha, cho chồng ti, cho con ti. Xong xuôi bảo anh ngó con cho em phải dạy học. Bởi vì đây là sự nghiệp của em. Đây là niềm yêu thích của em. Em phải kiếm tiền nuôi con, em phải cho con em có một cơ hội tốt, phải cho anh có một cơ hội tốt. Anh biết không? Giàu vì bạn, sang vì vợ. Thế anh có muốn em làm cho anh sang không? Thế còn thực ra là gì? Ai cũng bận mà. Trái rảnh à? Trái rảnh, tôi không có rảnh đi uống cà phê, không rảnh đi xem phim nha. Nhưng lúc nào tôi gọi cho Trang Bon hay lúc nào Trang Bon gọi cho tôi anh cũng đều rảnh. Vì sao ạ? Rảnh hay không rảnh, đấy là việc dành thời gian cho ai và dành thời gian cho cái gì. Trang Bon gọi lúc nào tôi cũng rảnh. Lúc nào cũng rảnh. Em lên xuống Hà Nội là anh rảnh ngay. Đấy, đấy là việc là dành thời gian cho ai và dành thời gian cho cái gì. Mình ưu tiên công việc, mình ưu tiên những việc quan trọng. Các bạn nhé. Đấy là một chút xíu về cái gọi là sắp xếp công việc. Các bạn đừng nghĩ mình là phụ nữ, mình không làm được. Phụ nữ là sức chịu đựng cực kỳ tốt. Các bạn thừa sức làm được. Rồi. Bạn Phượng Cát. Mỗi lần học thầy là có thêm động lực. Tay ôm con cho con ti và cắm tai nghe. Đấy. Có rất nhiều giải pháp. Thậm chí nhá, buổi trưa ăn trưa thật nhanh nên đừng có
cà kê, ăn nhanh xong nghỉ 5-10 phút, xong lại học tiếp. Trong khi đó cứ lại ngồi chém gió cà kê con dê con gà, mãi chả xong. Mình có việc của mình chủ động, không ai nhắc mình cả. Tôi nói không có gì sai đâu, các bạn không bao giờ phản biện được tôi. Tôi khẳng định luôn, các bạn không phản biện được tôi, các bạn chỉ có đồng ý và sẽ bị thuyết phục mà thôi. Bởi vì những điều tôi nói là rất đúng và rất tốt đẹp cho các bạn. Mình không tính đến cái chuyện xấu xa là tồi tệ là ly hôn hay thế này hay khác, nhưng là phụ nữ các bạn phải có thu nhập ổn định, có cuộc sống riêng, các bạn phải dành thời gian chăm sóc sắc đẹp sức khỏe nhá, nuôi dạy con cái, cuối cùng thì mới đến dành thời gian cho chồng. Chứ là mình cứ dành hết hy sinh tuổi thanh xuân xong lại hy sinh tuổi trung niên cho nó, đến lúc nó đá một phát ra ngoài đường là chả có xu nào, chả có đứa con nào bên tay mình đâu. Nào bây giờ còn ai kêu bận nữa không? Bạn phải hy sinh cuộc cuộc sống mà. Mất cái lọ, được cái lọ thì lại phải mất cái chai, người ta nói rồi. Được cái lọ thì phải mất cái chai. Nhưng làm sao mình được hết mọi thứ? Tôi có thời gian cho các bạn livestream như này. Thế chẳng nhẽ các bạn nghĩ tôi không có bạn bè à? Tôi không có ai rủ dê đi uống cà phê à? Các bạn không nghĩ rằng là không ai mời nổi tôi một cặp vé xem phim à? Đúng không ạ? Thế nhưng mà tôi không đi. Bởi vì sao? Bởi vì tôi ưu tiên cho công việc. Tôi ưu tiên cho các bạn. Tôi ưu tiên cho việc gia đình. Đúng không ạ? Đó. Thì tôi sẽ có nhiều thời gian ngay. Rồi, hết bận rồi. Mình là thủ lĩnh. Mình là thủ lĩnh tức là sao? Là cái đầu của mình phải hơn người ta thì mình mới là thủ lĩnh. Chứ không mình là con nít, rồi mình là cái đứa bán hàng rong à? Mình là thủ lĩnh là mình nghĩ cũng phải khác, mình làm cũng phải khác. Ở công ty tôi nhá, ở công ty tôi nhân viên rất là nể tôi ở chỗ là gì ạ? Tôi nói được làm được, nói nhanh làm nhanh. Mà tôi làm việc là bao giờ ở công ty cũng năng suất cao nhất, thời gian làm việc nhiều nhất, khối lượng công việc rất nhiều. Mình muốn có nhiều tiền thì mình phải làm nhiều. Có ai cho mình đâu. Xem live là một cách, Mai nhé, xem live là một cách. Mình có thể đọc sách, đọc tài liệu, đọc ebooks, xem video, rất nhiều cách. Xem live là một cách.